Hello, xin chào mọi người nhá. Mọi người thấy mình hôm nay có đẹp trai không? Có khác hơn là mọi hôm không? chiều đùa vậy thôi. Hôm nay mình đi quay video cho cái kênh kênh người rừng của mình ấy. Cho nên là giờ lúc nãy vừa mới quay xong luôn mọi người ạ. Giờ chưa đi 8 rồi còn đen xỉ đây. Đen xỉ. Mọi người thấy cái tóc của mình có ba đạo không? Đen xì luôn mọi người ạ. Nay thì trời cũng lạnh. Mà tranh thủ lúc trưa mọi người có thể thấy bây giờ nắng rất là to này. Nắng chói. Nay vừa quay xong cái video cho cái kênh kia, xong là bây giờ chưa đi tắm. Cái kênh này thì bây giờ mình vẫn đang video bình thường nhé mọi người ạ. Và mọi người xem thì nhớ là qua cái kênh kia để ủng hộ mình nhé. Kênh về rừng của mình. Cái link mình để bên dưới mô tả nhé mọi người. Cái kênh kia. Lạnh kiểu này không biết là tí đi tám kiểu gì mọi người ạ. Gần ngay bên này thì có con sông. Không phải gần bên này mà ngay đây. Hả? Quá. Làm quả nào. Nay đi hay em đi mọi người ạ. Có cả hello, chào tất cả nhá. Mong mọi người hay xem và ủng hộ cho kênh của anh Xí Việt Bắc. Mình ăn cỏ. Và mọi người xem thì nhớ là vào đăng ký và xem cho kênh của thằng em nhé, là Trinh Vlog. Bên này đen quá, cái mảng đã bôi đen rồi còn là còn mặt trời không chiếu vào càng tối thêm nữa. Đây quả cỏ đây mọi người. Ngon lắm à. Mời mọi người ăn quả cọ nhá. Tay đen xì. Anh em chúng tôi là om cọ này, quả cọ om nhá. Om muối ăn nó rất là ngon. Ngon lắm này. Tay đen xì chưa rửa mà vẫn ăn luôn. Ui ôi, cháy lá nhà. Ui, cháy lá thôi. Cháy lá thôi. Adu, cái lá người rừng của mình nó cháy rồi mọi người ạ. Cháy luôn rồi. Cháy tí rồi mình lại làm lại thôi. Cháy luôn. Hết rồi. Ăn quả đã. Hôm nào có cơ hội mình với anh Xí sẽ đi làm cái video người rừng đi hái quả cọ cho mọi người xem nhá. Đúng rồi. Mình sẽ làm cái video đi hái quả cọ với lại sinh tồn ăn quả cọ không? Ờ. Ngon. Hạt quả cọ này mọi người. Chắc có mọi người, nhiều người không biết đến quả cọ là cái gì ấy. Nhiều người không biết đâu. Có nhiều nơi nó không có cây cỏ đâu mà. Đẹp xì. Cứ ăn đã tí đi tám xong mọi người ạ. Nó chỉ đem vào da thôi chứ là trong mồm nó không đem đâu mà. Mồm trắng quá. Cười á, cười á, người ta xem nào. Cười răng. Thôi mọi người ạ. Để mình quay tí chơi cho mọi người xem rồi. Bây giờ mình dừng video nhé. Dừng video để đi tám á, không nhìn đen xì thế này khó chịu quá mọi người ạ. Đấy. Khi nào dạy mình lại làm video cho mọi người xem. Và mọi người xem thì nhớ vào cái kênh kia xem đăng ký ủng hộ mình nhé. Bye bye mọi người.